Luna, Vương quốc ánh trăng, tự nhiên nhập vai 3D đầy hấp dẫn ở thị trường Đông Nam Á, sắp sửa được phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Tham gia vào game, người chơi có thể lựa chọn từ 6 lớp nhân vật chính, gồm chiến binh, pháp sư, thợ săn, thuật sĩ, tu sĩ và sát thủ. Mỗi lớp nhân vật đều có ngoại hình và kỹ năng riêng biệt, tạo nên sự đa dạng và phong phú cho trò chơi. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể linh hoạt thay đổi lớp nhân vật theo sở thích trong suốt quá trình chơi. Điều này giúp cho trải nghiệm của game thủ trở nên thú vị và không bao giờ nhàm chán. Trò chơi còn mang đến cho người chơi một thế giới 3D tươi sáng và sống động. Từ những khu rừng xanh mát, những ngôi làng bình yên, cho đến những hang động u ám hay những thành phố sầm uất, tất cả đều được thiết kế vô cùng chi tiết và đẹp mắt. Ngoài ra, nhân vật Chibi đáng yêu cũng là điểm nhấn của thế giới game này. Những nhân vật nhỏ bé, dễ thương và đáng yêu sẽ khiến cho người chơi cảm thấy thân thuộc và gần gũi hơn với trò chơi. Với việc có thể thay đổi trang bị và kỹ năng, người chơi có thể tạo ra những nhân vật mạnh mẽ và đa dạng, từ đó tăng tính chiến lược và sự thú vị của trò chơi. Game có hệ thống nhiệm vụ chính tuyến kéo dài từ cấp độ 1 đến cấp độ 60. Điều này giúp người chơi có thể trải nghiệm và khám phá toàn bộ thế giới game một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Ngoài các hoạt động VE, Luna Vương quốc ánh trăng còn có hai chế độ BB hấp dẫn là Arena và Tower of Death. Tại đây, người chơi có thể thử sức với những game thủ khác và chứng tỏ bản thân là người chơi giỏi nhất. Với việc có thể tham gia đấu trường với những người chơi khác, game không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn là một nơi để thể hiện tài năng và kỹ năng của mình. Với những điểm đặc biệt và hấp dẫn như thiết kế nhân vật chibi đáng yêu, thế giới 3D tươi sáng và sống động, tính linh hoạt trong việc chuyển đổi nhân vật chiến đấu cùng với chế độ chơi đa dạng và thú vị, Luna Vương quốc ánh trăng dự kiến sẽ trở thành một trong những tựa game được yêu thích nhất tại Việt Nam trong thời gian tới. We'll be right back.